những tà hồn sư này ước gì mà chết càng nhiều người, có càng nhiều linh hồn phụ trợ bọn hắn tu luyện, cho nên nhất định là phải có đồ vật gì đó có thể hấp dẫn bọn hắn mới được, mà những thứ này tự nhiên muốn Vũ Hạo lấy ra. Vũ Hạo hướng về Quốc Tử nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, ta không đủ tư cách, là cá nhân đương nhiên là không đủ, thế nhưng mà ta cũng xuất ra mấy thứ làm tiền đặt cược. Vừa nói bên cạnh Vũ Hạo, một cái đại môn đen nhánh lặng yên mở ra, ngay sau đó một con quái vật khổng lồ liền từ bên trong đại môn chui ra. Quái vật khổng lồ mới ra nhất thời làm vô số người bên dưới hít sâu một hơi. Kia là cái gì? Một đầu cự hùng thân cao vượt qua 50 mét, trên người tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Chỉ là bộ lông của nó vì sao mà màu xám, ánh mắt lại là huyết hồng sắc, còn giống như là một hỏa diễm nhảy lên. Ngay sau đó, Vũ Hạo còn từ bên trong tay xuất ra một thanh đao, một thanh đoạn nhận toàn thân lóe xa màu băng lam. Đoạn nhân hoàn không bay lên, lập tức thì nhiệt đùa trên không chợt hạ xuống, hộ cháo liên hợp phòng ngự kia của quân đoàn hỏa phượng hoàng nơi xa. Vậy mà xuất hiện ra tình huống quang mang mà ảm đạm, trong bầu trời cũng đã bắt đầu có từng mảng bông tuyết bay xuống. Nếu như mà Hạ Hiên Thần ở đây, nhìn thấy phiến đại môn đen nhánh này cùng với Vũ Hạo phóng thích ra bằng tuyết nữ thần than thở thần lộ đao, vậy thì có lẽ hắn sẽ liên tưởng đến một chút tình huống. Đáng tiếc hắn bây giờ còn chưa trở về, hết thảy đều trong tính toán của Vũ Hạo. Cương thi bông hùng vương nhị bạch bằng tuyết nữ thần than thở thần lộ đao, hai món này là đồ vật quý giá nhất trên người của ta. Chuôi đao này chính là thần khí chân chính. Lúc trước nếu như mà không phải bằng vào nó, ta cũng ngăn cản không được một kích của đế thiên, để các ngươi nhìn lấy uy lực của nó. Vừa nói, bằng tuyết nữ thần than thở bỗng nhiên bên trong không trung dựng thẳng lên. Ngay sau đó thì một đao đại đao mang màu lam đã hướng về hộ cháo liên hợp xa phòng ngự của quân đoàn hỏa phượng hoàng chém tới. Căn bản cũng không cần Quốc Tử hạ lệnh, hồn đạo sư quân đoàn hỏa phượng hoàng trong lúc nhất thời liền đem cường độ hồn đạo hộ cháo tăng lên tới cao nhất. Thế nhưng mà thời điểm đạo đao kia mang rơi vào trong hộ cháo, toàn bộ hào quang đỏ rực hộ cháo kia liên hợp phòng ngự kia bây mà hoàn toàn ảm đạm, ngược lại biến thành màu lam đậm. Ngay sau đó tiếng nổ liên tiếp phóng xa trên hộ cháo. Chính diện một vết đao sông hoảm bỗng nhiên lạc ấn ở bên trên chi hộ cháo kia liên hợp phòng ngự, chỉ thiếu một chút nữa vòng bảo hộ liền bị chém ra. Thế nhưng là hộ cháo liên hợp phòng ngự do quân đoàn cấp thú vương toàn lực ứng phó thi triển, cho dù cực hạn đấu la cũng không thể nào mà đem nó đánh tan. Thân lộ đao nhẹ nhàng một kinh vậy mà tạo thành ra hiệu quả như thế. Đáng sợ nhất chính là thuộc tính tương khắc, cực hàn, khủng bố. Thậm chí ngay cả hồn đạo sư hỏa phượng hoàng trong hộ cháo đều cảm nhận được. Bản thân các nàng tà mát ra hỏa hồng sắc đều là ảm đạm rất nhiều. Nhất đao chi quý, không ngờ như vậy. Thân lộ đao thu hồi, Vũ Hạo lạnh nhạt nói, về phần sùng vật của ta, ta liền không nói nhiều. Người sáng suốt tự nhiên nhìn ra được có đúng hay không. Trung Ly giáo chủ, ta biết người đang nhìn lấy, còn không ra sao. Một đạo hào quang màu tím đen bỗng nhiên bay lên trên không. Giáo chủ thánh linh giáo Trung Ly trong không trung hiển nhiên là hiện thân mình của bản thân. Ánh mắt của hắn tràn ngập tham lam, căn bản không có đi nhìn Vũ Hạo, mà hoàn toàn tập trung ở trên người của băng hùng vương nhị bạch. Cho dù thân là giáo chủ của tà hồn sư tông môn, hắn đều nhìn không ra Vũ Hạo là như thế nào đem một đại hùng thú ra cường đại như thế mà chuyển hóa thành sinh vật vong linh. Nhưng hắn lại hoàn toàn có thể khẳng định đây chính là một sinh vật vong linh, thậm chí rất có thể muốn so với nó khi mà còn sống càng thêm cường đại. Có thể vắng do loại khí tức này, khi mà còn sống chết cũng là một đầu hung thú, đem hung thú chế tạo ra thành vong linh khối lỗi vẫn luôn là mục tiêu của Trung Leo. Trước đó hắn đuổi giết đế thiên chỉ là hy vọng dùng đế thiên tới làm khối lỗi. Nếu như hắn thành công, vậy thì hắn tin tưởng bản thân chính là vô địch thiên hạ. Đáng tiếc thì thực lực thần thú vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Một chuyến này để thánh linh giáo tổn thất không nhỏ, ngay cả hắn lão đều bị thương, trở về chỉnh đốn ra một phen mới miễn cưỡng hồi phục lại. Vẫn là bởi vì đế thiên trước đó bị thương, bọn hắn lại sớm cảnh giác, bằng không mà nói bọn hắn rất có thể sẽ bị vị đệ nhất cường giả đại lục kia vĩnh viễn lưu lại bên trong thỉnh đấu đại xâm lâm. Thực lực thỉnh đấu đại xâm lâm so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn phải càng khủng bố hơn nhiều. Giám quân, ánh mắt của Quốc Tử nhìn về phía Trung Leo, trong mắt lộ ra vẻ thăm hỏi. Thân là giám quân, Trung Leo trong đội quân cũng có được quyền uy cấp cao, hắn không phải phụ trách người khác, liền chuyên môn giám sát Quốc Tử. Nếu như có quyết định trọng đại, Quốc Tử cũng nhất định là phải trải qua hắn đồng ý mới được, nhưng mà việc xuất quân chính là đại sự. Trung Leo lúc này mười phần không nỡ thu hồi ánh mắt, hướng về Quốc Tử nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, tiền đặt cược đủ chân quý. Nói xong câu này, hắn nhìn cũng không nhìn Vũ Hạo một cái, quay người lại hướng về đại danh đế quốc Nhật Nguyệt bay xuống. Không có nói rõ nhưng không hề nghi ngờ, Trung Leo đã cho thấy ý kiến của chính mình. Đang thời điểm Quốc Tử muốn cùng với Vũ Hạo nói cái gì đó, đột nhiên hào quang màu tím đen lóe lên, Trung Liêu lại trở về. Ánh mắt của hắn có một chút kỳ dị, nhìn lấy Vũ Hạo rồi nói, tiểu tử, nếu như ngươi thua chúng ta cũng không giết ngươi, ta muốn ngươi gia nhập thánh linh giáo, ta liền lưu ngươi một mạng.
Đối với người khác mà nói, lời của ông Vào vừa nói là bộc lên là sai lầm lớn, nhưng đối với giáo chủ Thánh Linh giáo hắn mà nói lại không tính cái gì. Hơn nữa, Vua có thể xuất ra cương thi băng hùng vương, lại thêm trước kia hắn nghe nói qua một chút sự tình có quan hệ với Vua Hào, hắn đã nhận định trên thân mình của Vua nhất định là có bí mật thuộc về Thảo Hồn Sư, mà những thứ này hắn chẳng những muốn biết. Hơn nữa, một khi có thể đem Vua Hào loại thiên tài này bồi dưỡng thành một thành viên Thánh Linh giáo, vậy thì hắn rất có thể là sẽ trở thành Thánh Linh giáo thánh tử. Đại tử Long Thần Đố La Mục Ân gia nhập Thánh Linh giáo, xem như đối với học viện Sư Linh Khắc là đả kích lớn cỡ nào. Về phần có phải là thật sự tâm gia nhập hay không, Trung Liêu lúc này không có chút nào quan tâm. Vô luận người nào rơi vào trong tay của hắn, hắn đều có lòng tin để người đó sẽ để biến thành Thảo Hồn Sư. Vua cười tuồng tìm lấy Trung Liêu rồi nói: "Tốt, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh thắng ta, gia nhập các ngươi cũng chưa chắc không thể. Dù sao thì ta cũng đã là người không nhà để về." Trung Liêu cũng cười rất là vui vẻ, một lời đã định. Quất Tử ở bên cạnh nhìn lấy lão hồ ly cùng với tiểu hồ ly, trong lòng không khỏi có một chút run rẩy. Đến tận cùng là ai tính toán ai đây? Trung Ly giáo chủ, ta không phải là cũng nên sớm thay người mặt niệm rồi? Trung Liêu lúc này đương nhiên là không biết Quất Tử đang suy nghĩ cái gì, quay người bay về phía doanh địa. Quất Tử trầm giọng nói: "Tốt rồi, ta dám quân đại nhân đáp ứng, ban xóa liền đáp ứng người. Một canh giờ sau, ngay tại khoảng đất trống giữa doanh đại của chúng ta có một thành rửa lẻ khác, 10 trận quyết đấu." Vào đương nhiên là cười một tiếng, không còn nói cái gì cả, chỉ yên lặng nhìn Quất Tử một cái, kéo tay của Đường Vũ Đồng, quay người hướng về bình nguyên ở bên dưới bay đi. Hắn huyên hóa ra hư ảnh một trong không trung, cũng biến mất theo không thấy. Cương thi băng hùng vương Nhị Bạch cùng với băng tuyết nữ thần than thở thần lộ đao, cũng theo đó hóa thành quang ảnh lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Đại quân đế quốc Nhật Nguyệt cùng với thành sử lên các cách nhau là 90 cây số, ở giữa chính là 45 cây số, không thể nghi ngờ chính là khoảng cách an toàn cũng công bằng nhất. Vũ Hào lúc này hạ xuống mặt đất, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Đường Phổ Đồng thì lại yên lặng đứng sau lưng của hắn, làm hộ pháp cho hắn. Bên phía đế quốc Nhật Nguyệt, Quốc Tử cũng mang theo các thành viên quân đoàn Hỏa Phượng Hoàng nhanh chóng hướng về đại sảnh hạ xuống. Rất nhanh xoài chướng nghị sự, vừa rồi ở trong không trung phát sinh sở hết thấy, tất cả các tầng linh đế quốc Nhật Nguyệt đều nhìn thấy, cũng không cần Quốc Tử phải giới thiệu. Khi mà tất cả người đến đông đủ về sau, nàng từ trực tiếp là hỏi hai cái vấn đề. Hoắc Vô Hào hướng về đại quân chúng ta đưa ra khiêu chiến, trải qua giám quân xác nhận, chúng ta quyết định tiếp thu khiêu chiến của hắn. Vì vậy, bây giờ bày ở trước mặt chúng ta liền có hai vấn đề. Thứ nhất, chúng ta phái ra 10 người là ai? Thứ hai, chúng ta chiến thắng về sau, Hoắc Vô Hào xuất ra hai kiện tiền đặt cược kia thuộc về ai? Trung Liêu lúc này an vị bên người Quốc Tử, thời điểm Quốc Tử đưa ra hai cái vấn đề, hắn vô thức nhìn Quốc Tử một cái, nhíu mày không biết suy nghĩ cái gì. Trong đại chiến có thể nói cường giả như mây, đế quốc Nhật Nguyệt tinh nhuệ đều ở trong đại quân, không chỉ có cường giả Tà Hồn Sư, hồn đạo sửa cấp 9 cũng số lượng quá nhiều, trong đó liền bao gồm cả mấy vị cường giả cung phụng điện của hoàng thất. Một vị hồn đạo sửa cấp 9 đứng ra nói: "Tiền đặt cược tự nhiên tất cả hẳn là về đế quốc, ta nguyện ý vì đế quốc xuất chiến xử lý tiểu tướng phách lối kia." Một vị hồn đạo sửa cấp 9 xác định là cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hồn đạo sửa cấp 9 cũng đều là người khôn lanh. Khi mà Trung Liêu bay vào không trung, bọn hắn liền xem thấy Trung Liêu là coi trọng cương thi băng hùng vương. Bọn hắn đương nhiên là không nguyện ý để cho Trung Liêu đắc thủ, cho nên lập tức thì liền đưa ra ý kiến phản đối. Đồng thời những hồn đạo sửa cấp 9 cũng nhào nhào biểu thị nguyện ý vì nước xuất lực quyết chiến với Hoắc Vô Hào. Quốc Tử lúc này mới đưa ánh mắt nhìn sang Trung Liêu: "Giám quân đại nhân, vậy ngài thế sao?" Trung Liêu thản nhiên nói: "Từ đạo lý nhìn lại, chư vị nói đều chính xác, lấy được chiến lợi phẩm đương nhiên hẳn là thuộc về quốc gia." Nói đến đây, ánh mắt âm lãnh của hắn từ bên trên người đám hồn đạo sư cấp 9 kia đảo qua. Hồn đạo sư lúc này bị hắn nhìn lấy, sắc mặt đều khẽ biến. Bọn hắn mặc dù là thực lực cường đại, thế nhưng đối mặt với một vị tông chủ của Tào sư tông môn này, trong lòng còn ít nhiều đều có một chút hoảng sợ của một thấp thỏm. Thế nhưng mà quả nhiên Trung Liêu còn có lời phía sau, Hoắc Vô Hào đã dám can đảm đến khiêu chiến chúng ta, hắn liền nhất định là có một chút tự tin. Hắn nắm hiểu ẩn nấp bản thân, năng lực thực chiến cũng đã rất mạnh, đối với năng lượng lần tránh hồn đạo khí cũng không kém. Như vậy vừa đến trên thực tế đối kháng hắn, hiệu quả hồn sư so với hồn đạo sư có thể sẽ càng tốt hơn. Từ hồn lực lượng dao động của hắn mà xem, hắn hẳn là còn chưa tới tầng thứ siêu cấp đô la. Dù sao hắn còn chỉ mới 20 mấy tuổi mà thôi, mà hắn xuất ra hai kiện tiền đặt cược kia, chua đản đao là bằng thuộc tính, được hắn xưng là thần khí cũng không quá đáng. Uy lực tất cả mọi người đều thấy, tự nhiên hẳn là thuộc về quốc gia. Về phần một món khác chính là một cái sinh vật vong linh, điểm này ta có thể khẳng định, nó đối với quốc gia mà nói là không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có Thánh Linh giáo chúng ta mới có thể trưởng khống nó, đồng thời để nó hóa thành lực lượng hữu dụng đối với quốc gia. Hồn đạo sư cấp 9 đã từng được Quốc Tử gọi là tù la đứng dậy lạnh lùng nói: "Nói như vậy, giám quân đại nhân liền muốn công khai đem món chiến lợi phẩm kia thu về trong túi rồi." Trung Liêu đứng lên, thân hình cao lớn để khí thế của hắn cường thịnh hơn mấy phần. "Ta đương nhiên là sẽ không lấy công kiện đồ vật này, lần này đưa kháng
lấy sinh tử ra thương bác, tin tưởng chư vị đối với sinh mệnh của mình đều rất là trân quý. Đã như vậy, vậy thì lần này đối kháng liền do Thánh Linh Giáo là chủ chiến lược, chúng ta chiến thắng hắn, từ bỏ lấy đi một kiện chiến lợi phẩm đối với quốc gia mà nói không có tác dụng trực tiếp, hắn cũng được đi. Nguyên soái ngày này đúng hay không? Hắn nhìn cũng không nhìn chư vị hồn đạo sư cấp 9 một cái, mà là đem ánh mắt lúc này một lần nữa chuyển sang Quốc Tử. Quốc Tử nhìn lấy Trung Liêu, trong lòng lúc này thầm than một tiếng. Vũ Hào đều nhất định là thật giỏi tính toán, hết thảy tất cả đều trong tính toán của đệ. Chỉ sợ trước mắt hết thảy đệ cũng đều là tính được đi, bằng không mà nói đệ cũng sẽ không xuất ra đồ vật ngay cả Trung Liêu đều phải động tâm. Đã như vậy thì ta còn có lý do gì mà không thành toàn đệ, đến đối phó địch nhân chúng ta đấy. Chỉ là người thật sự là có nắm chắc chiến thắng bọn hắn hay không? Quốc Tử vừa nghĩ, An Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: tốt, giám quân nguyện ý dẫn tới phần trách nhiệm này. Vậy thì trận chiến này liền giao cho giám quân. Có điều trận chiến này quan hệ với đại quân Vinh Quang, đồng thời cũng quan hệ với an bài chiến lược của chúng ta, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Giám quân có nguyện lập xuống là quân lệnh trang. Trung Liêu lúc này ánh mắt ngừng lại. Quân lệnh trang? Quân lệnh trang là cái gì? Một khi lập xuống quân lệnh trang và không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, liền phải nhận phân giải là pháp lý. Trong quân đội, thời điểm chấp hành ra một vài nhiệm vụ cực kỳ là trọng yếu mới có thể tiến hành ra thủ đoạn này. Không nghĩ tới Quốc Tử vậy mà một hắn lập xuống là quân lệnh trang, không thể nghi ngờ là đang bức bách hắn. Rất rõ ràng nữ nhân này không muốn để cho mình thu hoạch được sinh vật vong linh cường đại kia. Thế nhưng quân lệnh trang lại như thế nào thì có sao chứ? Vũ Hào kia mới bao nhiêu niên kỷ, lấy sức một mình muốn tiếp lấy chàng sao luân chiến này, quả thực thật sự là tức cười. Coi như hắn có bài tẩy gì đó, chẳng lẽ bằng vào lực lượng Thánh Linh Giáo còn không thể nào đem hắn đánh giết? Nếu là như vậy, giáo chủ ta đây còn làm cái gì? Bị một đám hồn đạo sư cấp 9 nhìn chằm chằm, Chu Lô lúc này chậm rãi nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: tốt, bản giám quân liền lập xuống ra quân lệnh trang. Nếu như ta không thể dẫn dắt người của Thánh Linh Giáo chiến thắng Vũ Hào, nguyện và chịu phân pháp mà xử trí. Rất nhanh thì tại mọi người chú ý cùng quan sát, Chu Lô tự tay lập xuống quân lệnh trang. Dù cho thân phận quốc sư của một giám quân của hắn, quân lệnh trang một khi lập xuống liền không thể nào sửa đổi. Một điểm này đối với ai cũng như thế. Quốc Tử nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: tốt, đã như vậy thì cầu chúc cho giám quân khải hoàn và trở về. Hừ, Chu Liêu lúc này giận dữ hừ một tiếng, vung lên ống tay áo, nhanh chân thẳng đến bên ngoài xoáy trướng mà đi. Các tà hồn sư ở bên ngoài cũng cùng theo hắn mà rời khỏi. Đưa mắt nhìn bóng lưng quán sở đi, Tô La cũng chịu vì hồn đạo sư cấp 9 cấp tông súng lại bên người của Quốc Tử. Tô La còn một chút lo lắng mà nói: nguyên soái thật để cho tà hồn sư đi đưa phó cũng Vũ Hào. Trên người sinh vật vong linh kia phóng ra khí tức cực kỳ là cường đại, mặc dù chúng ta không biết nó từ đâu mà ra, nhưng nếu như rơi vào trong tay của Trung Liêu, đối với Thánh Linh Giáo tuyệt đối chỉ là hư như một hổ thêm cánh vậy. Hồn đạo sư cấp 9 khác cũng đều tắt ra thần sắc lo lắng. Quốc Tử khoát tay áo thản nhiên nói: Hoắc Phu Hạo là người thông minh, hắn chính là đệ tử của Long Thần Đố La Mục Ân, thành viên trẻ tuổi nhất của Hải Thần Các, đồng thời cũng là người thừa kế các đời của Hải Thần Các. Các ngươi cho rằng một người thông minh như vậy sẽ tùy tiện đem bản thân đẩy vào chỗ chết? Coi như hắn cùng học viện Sử Lệnh Các xuất hiện ra mâu thuẫn cũng sẽ không như thế. Hơn nữa, từ tâm tình quán hôm nay cùng với ta nói chuyện liền có thể nhìn ra, hắn rất là trầm ổn. Hơn nữa, rất có nắm chắc, đã như vậy hắn liền nhất định là có chỗ dựa vào. Đã sắm quân nguyện ý ôm lấy chuyện này, vậy liền thì để choán đi thử là được. Giao chiến có 10 trận, giám quân bên đó có thể đem ra được cường giả hẳn là không đủ 10 người. Nếu như hắn không được, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Nếu như giám quân thất bại, vậy thì chúng ta liền lại nghĩ biện pháp khác. Nghe lời này, nhóm cường giả hồn đạo sư cũng đều là trầm mặc lại. Quốc Tử là thái độ yên lặng theo dõi kỳ biến, có một chân bảo thủ, thế nhưng mà tương đối mà nói, giữ lại cục diện trước mặt này, dường như cũng một loại là lựa chọn tốt.